Trước thực trạng bê tông hóa và ô nhiễm môi trường làm giảm chất lượng sống của người dân hiện nay, thì công ty cổ phần DK Việt Nam vừa cho tặng 100 triệu đồng cho quỹ ban công xanh. Sự kiện được diễn ra trong khuôn khổ lễ ra mắt nhận diện thương hiệu và công bố chiến lược mới được tổ chức trong tuần qua. Qua 7 năm hình thành và phát triển, bên cạnh lĩnh vực tư vấn tiếp thị và phân phối dự án, công ty cổ phần DKRA Việt Nam đã mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường từ năm 2015. Đến nay, để khẳng định vị thế, nâng cao tiềm lực và mở rộng quy mô hoạt động hơn nữa, thì mới đây, DKRA Việt Nam đã ra mắt thương hiệu và công bố chiến lược mới với tầm nhìn DKRA Việt Nam là thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. Đáng chú ý, ngay tại sự kiện này, DKRA Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Ban Công Xanh nhằm kêu gọi sự cộng hưởng của cộng đồng. Quỹ Ban Công Xanh được ra đời từ ý tưởng của ông Phạm Lâm, tổng giám đốc công ty cổ phần DKRA Việt Nam, nhằm khuyến khích phủ xanh đô thị của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trước thực trạng bê tông hóa và ô nhiễm môi trường làm giảm chất lượng sống của người dân hiện nay đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi dự án lâu dài và phi lợi nhuận mang tên phát triển bất động sản bền vững